Thưa các bạn, với việc giành được 26,95 điểm tổng 3 môn thi, học sinh Nguyễn Tuấn Vịnh, lớp 12A5, trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, huyện Nam Trực đã trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D cao nhất tỉnh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Nguyễn Tuấn Vịnh đạt được tổng điểm 26,95 khối D với điểm môn toán 8,6, điểm môn ngữ văn 8,75 và điểm môn tiếng Anh 9,6. Kết quả này giúp em có tổng điểm xét tuyển khối D cao nhất tỉnh. Xuất thân từ gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp tại xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, từ nhỏ Nguyễn Tuấn Vịnh đã tự sắp xếp việc học tập của mình. Ngoài việc tập trung vào các môn ngữ văn và toán học, Vịnh có niềm đam mê đặc biệt với môn tiếng Anh. Bởi vậy, dù chưa một lần được học tại các trung tâm ngoại ngữ, nhưng Vịnh luôn tranh thủ tiếp thu kiến thức từ bài giảng của các thầy cô giáo và chăm chỉ luyện tập với các đầu sách tham khảo. Trong 3 môn thi thì điểm môn ngoại ngữ của em là cao nhất, đạt 96 điểm. Và đây là cái môn học yêu thích nhất của em. Đó là môn này thì là cái môn mà em muốn theo đuổi sau này và cả khi lên đại học. Nên là em đã lên kế hoạch ôn tập từ đầu những năm lớp 12 và có kế hoạch luyện đề thường xuyên để đạt được cái kết quả môn ngoại ngữ như vậy. Là hầu như là em tiếp thu được cái kiến thức từ các thầy cô giảng dạy ở trên lớp, và ngoài ra thì để đạt được cái điểm số cao như vậy thì em tham khảo một số cái nguồn sách uy tín. Thành tích của cháu là do bản thân cháu nỗ lực và cố gắng, và tất cả một cái cũng là nhờ các thầy các cô ở trường Lý Tự Trọng của huyện Nam Trực. Chứ còn bố mẹ ông chỉ biết là chỉ chăm lo cho con cái sức khỏe, và bố mẹ ông chỉ biết lo như thế thôi. Với các ông thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, kết quả điểm thi của Vịnh không phải là sự bất ngờ, bởi suốt 3 năm học cấp 3, đặc biệt là năm học lớp 12, Vịnh luôn có ý thức và năng lực học tập vượt trội. Thành tích này của em cũng góp phần tô thắm thêm thành tích nổi bật của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên dạy ngữ văn của các em. Trong cái quá trình học thì tôi đánh giá em Vịnh, em là một học sinh rất là nỗ lực, cố gắng, cần cù, ý chí và luôn luôn là có cái tinh thần cầu toàn trong cái quá trình học tập. Em đăng ký học là đăng ký học khối D, nhưng đồng thời em cũng học đều và học tốt tất cả các môn ở trên lớp. Thì từ năm lớp 10 cho năm lớp 12 và đặc biệt là cái năm học lớp 12 thì em có một cái sức bật rất là lớn. Và em là trong học sinh giỏi môn tiếng Anh và học sinh giỏi môn tổ hợp. Và trong những cái kỳ thi ở trường thì là em cũng hầu như là lần nào thi em cũng đứng cái top đầu ở trong cái kỳ thi ở trường. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thì nếu so sánh kết quả năm 2018 và những năm trước thì kết quả đều cao hơn. Và điểm trung bình của nhà trường là 6,33 điểm, tỷ lệ tốt nghiệp là 100%. Trong đó những học có những môn đạt điểm cao, ví dụ như môn văn là có 3 em học sinh trên từ 9 điểm trở lên, trong đó có 1 em là được 9,25, 1 trong 8 em là đạt điểm 9,25 của tỉnh. Môn toán chúng tôi có 11 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, có 2 học sinh đạt 9,6, và môn ngoại ngữ thì có 7 em học sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Trong kỳ thi này thì có em học sinh Nguyễn Tuấn Vịnh là học sinh lớp 12A5 đã là thủ khoa khối D của tỉnh. Dù là thí sinh có điểm cao nhất khối D của tỉnh, nhưng Nguyễn Tuấn Vịnh cũng ý thức rõ được những hạn chế của một học sinh nông thôn khi theo đuổi niềm đam mê là môn ngoại ngữ và đã có kế hoạch trau dồi bộ môn này trong thời gian tới. Ngoài cái điểm số trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì em thấy bản thân cần trau dồi nhiều những kỹ năng về nghe nói để sau này lên đại học theo đuổi ngành ngôn ngữ Anh. Những ngày này, Nguyễn Tuấn Vịnh dự định đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với ước mơ trở thành biên dịch trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Toàn bộ nội dung chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt.